Trẻ biếng ăn là tình trạng khá phổ biến hiện nay, gây ra những vấn đề nghiêm trọng như còi xương, suy dinh dưỡng, chậm tăng cân, chậm phát triển chiều cao, suy giảm hệ miễn dịch, giảm khả năng chống đỡ với các tác nhân gây bệnh. Điều này thường khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Trước nhu cầu đó, cùng với mục tiêu cung cấp cho thị trường sản phẩm có giá trị đích thực cho sức khỏe, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Happy Việt Nam phối hợp cùng các chuyên gia hàng đầu nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng sản phẩm siro ăn ngon Baby Plus được sản xuất trên hệ thống thiết bị máy móc hiện đại chuẩn GMP của Bộ Y tế, nguồn nguyên liệu sản xuất nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài như chất xơ hòa tan Oracti B95, Lysine, nấm men Spinger 0203, colostrum sữa non cùng nhiều nhóm vitamin B1, B3, B6, bổ sung axit amin, vitamin, kẽm, hỗ trợ tăng cường tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon, nâng cao sức đề kháng, giúp cơ thể trẻ phát triển khỏe mạnh. Hiện sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các bệnh viện, nhà thuốc cùng các đại lý trên toàn quốc.